anh có một giọng ca trời phú rất hay. Người mà tôi muốn nói đây, đó là nhạc sĩ Nguyễn Cửu Dũng. Trân trọng kính mời nhạc sĩ Nguyễn Cửu Dũng với ca khúc Em và Thu Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cửu Dũng và trình bày cũng chính anh luôn. Trân trọng kính mời anh. Có lẽ hơi đặc biệt một chút bởi vì thế này ạ. Hội của chúng ta là hội thơ nhạc, có một cái tên mà đầu tiên trong ban quản trị chúng tôi cũng rất là lo, bởi vì trong lịch sử chúng ta đã có nha trang thơ, sau đó chúng ta lại có thơ nhạc tình thi nhân, và bây giờ chúng ta lại có hội thơ nhạc Việt Nam. Khi ngôi nhà dựng lên tôi rất lo, bởi vì chúng ta không phải là thơ mà chúng ta còn có nhạc nữa. Để làm sao hài hòa giữa nhạc và thơ thì tôi cũng xin nói rằng là chúng ta làm sao để cho nó cân đối giữa nhạc và thơ, để giao lưu hòa với nhau, để cùng thăng hoa. Trong hội chúng ta lực lượng về nhạc sĩ cũng rất mạnh, có những người luôn tận tụy như anh Nguyễn Hải Anh, một người sáng tác hàng nghìn bài hát vô tư không lấy tiền, bằng sự cảm xúc của mình thôi, bằng cái trái tim yêu nghệ thuật thôi mà anh ta làm được đó. Mà anh Nguyễn Hải Anh là cũng là hội viên rất sớm của chúng ta. Sau đó chúng ta lại có bác nhạc sĩ Quốc Lâm đại diện cho Hà Nội, thì bác Quốc Lâm cũng đã sáng tác được rất nhiều bài hát hay. Chúng ta có Hoàng Dũng Nha Trang, anh hùng thuộc Hoàng Dũng Nha Trang cũng là một trong những nghệ sĩ lớn ở trong miền Trung. Anh đã thành lập ra một cái thi đàn của tất cả các tỉnh thành. Anh cũng rất vô tư về nhạc, và tôi nghĩ rằng trong hội thủ thơ chúng ta có những hội viên như Hoàng Dũng Nha Trang, như Trần Đức Lập, hoặc đi sâu vào nữa chúng ta lại có anh Nguyễn Cửu Dũng. Hôm nay có anh Nguyễn Cửu Dũng thì chúng ta khi mà mở màn chương trình thì tôi nghĩ rằng là anh một cái bài hát mà tôi nghĩ rằng nó ghi dấu một cái ngày cực kỳ trọng đại, mà một cái lời thơ để chúng ta hướng về, để chúng ta sánh cùng với Nam Châu tất cả những cái ước mơ của một nhạc sĩ, của một nhà thơ, và đấy cũng là ước mong của tất cả các hội viên. Hôm nay chúng ta gặp mặt nhau ở đây là tiếng nói không phải của bản thân Hà Nội, mà là tiếng nói của ba miền, chụm lại tiếng nói của tất cả những người yêu thơ nhạc ở đang sống và làm việc ở nước ngoài. Chúng ta chung nhau ở ngôi nhà thân yêu Hội Thơ Nhạc Việt Nam hôm nay để nói rằng chúng ta công bằng. Chúng ta thứ nhất là chúng ta sẽ ưu tiên hát và đọc những cái bài thơ của chính chúng ta sáng tác, còn cái chương trình mà ta có thể thêm thắt các thứ thì tôi nghĩ là đấy là chúng ta cũng nên nhường lời cho những nhà thơ, những nhạc sĩ tự trình bày những bài thơ, những bài hát của mình. Thì bây giờ tôi nghĩ rằng anh Cửu Dũng là một nhạc sĩ cũng có tên tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, là người đã có một cái bài thơ bài ca khúc để chào mừng ngày hội. Không những là nhạc sĩ đại diện cho phía nhạc sĩ mà anh Hoàng, mà anh Nguyễn Cửu Dũng còn đại diện cho các bạn phía Nam, thì tôi trân trọng kính mời anh Nguyễn Cửu Dũng phát biểu ạ. Xin trân trọng kính mời anh. Cảm ơn Thần Cường. Kính thưa quý vị, hôm nay đứng ở đây sao hồi hộp quá. Cái quyết định và để mà ra tham dự cái lễ là thành lập của hội thơ của chúng ta, quyết định thì trong tích tắc thôi, cũng giống như bài hát thơ nhạc Việt Nam cũng viết trong vòng tích tắc thôi. Trong khi đang đi ăn bún bò với bà xã thì để tập nhạc đó, vừa ăn vừa viết, ăn hết tô bún xong thì nói bà xã đang ngồi đối diện là anh viết xong rồi. Bà xã bà ngạc nhiên, bà cũng biết mình xong cái gì. Thôi về nhà này ngồi đánh nốt nhạc rồi đưa lên Facebook để mà gửi cho cái người mà hay lo nhất á, đó là anh Trần Cường. Bởi vì quý vị thấy là trong cái lời bài viết của tôi viết rất thật. Tôi nghĩ cái gì tôi viết cái đó, mà tôi nghĩ rằng hội thơ nhạc chúng ta có cái gì thì tôi viết cái đó, chứ tôi không cần phải suy nghĩ nhiều. Chúng ta về đây một ngày vui biết bao nhiêu, đúng không?
Đó hoa hồng xinh trên ngực ấm áp thương yêu. Có ai đi học mặt mà không gắn cái hoa hồng không? Như nếu hôm nay mà không có cái hoa hồng nhỏ nhỏ, thường thường mình bước vào cửa thì người ta ban tổ chức hay các cô hay tới cuối cuối gắn cái hoa hồng trên ngực mình. Đừng đi gian khó, chung tay vượt khó bên nhau. Có nghĩa là tôi viết cái câu này tự nhiên tôi nhớ anh Trần Cường dễ sợ luôn. Bởi vì anh Trần Cường anh hay lo lắm. Nó đang là cái gì khó quá mà giao cho anh nhận trách nhiệm mà chủ tịch Trang Thơ cũng không dám nhận, cũng phải là hù dọa mấy ngày. Hãy anh lên hù dọa. Alo, đúng. Anh hãy anh lên anh hù dọa hết mấy ngày rồi anh đòi ra xin ra khỏi hội rồi là anh Trần Cường mới chịu lên là nhận trách nhiệm. Như vậy thì tôi viết tới cái đoạn cái câu thứ ba này tôi mới cười, tôi mới nhớ anh Trần Cường là viết đường đi gian khó thì chúng ta chung tay vượt khó bên nhau, đúng không? Đơn giản thôi. Ngày mai sẽ lớn lên cùng bạn ngủ Nam Châu, thì đó là cái điều mà ai con trong chúng ta ở đây cũng đều mong muốn cái điều đó. Và những câu sau thì quý vị đọc thì chúng ta hiểu rồi, chúng ta là chơi thơ trên Facebook thì làm việc cả những lúc nghỉ ngơi cũng làm việc, cũng cứ làm thơ và cũng cứ làm nhạc. Và ở đây thì Dũng cũng xin nói thế này, cứ ước mong của cụ Dũng là thế này, là trong tương lai mà làm nhạc để mà thăng hoa cái bài thơ thì trong những lần học mặt thơ chúng ta cứ làm đúng như cái tên mà nó được đặt ra, hội thơ nhạc. Hội thơ nhạc thì chúng ta cố gắng hát, trong những lần họp mặt của hội thơ nhạc thì nên cố gắng hát nhạc của hội thơ. Và xin hết. Dạ, cảm ơn quý vị đã chịu khó lắng nghe nãy giờ. Nhưng mà tôi mới nói phần 1 thôi, sau đây là phần 2. Được ra Hà Nội và tưởng tượng ra Hà Nội thì trong lòng nó bồi hồi dữ lắm. Tôi bà xã cũng rất là bồi hồi khi ra đây. Thì tôi xin gửi đến quý vị một cái ca khúc mà tôi phổ thơ của chị Đỗ Minh Cầm, nickname là Cầm Đỗ, mà nếu mà biết theo tiếng Anh không có dấu gọi là Cám Dỗ. Bài thơ này đã được phổ cách đây hơn một năm và chính tôi hát, nhưng mà hôm nay được đứng ở đây hát ngay cái mùa thu Hà Nội. Tôi xin hát. Thank you.
trong.